À, chào bà con nghe, hôm nay thì bà con dàn sới mới chát con thùng luôn nè, dành đi trang chục cài hay kéo gò mọt là báo cháy luôn nè, mới chát con thùng nè con, mới con thùng luôn nha. Đặc biệt sau này là bằng khai thắng bằng khai xe thép hết trơn nè, không sợ bị dính thắng, không sợ bị xét luôn nè, thép hết trơn nè, không xài dây cáp như xưa nữa, chưa sợ lâu nó xét dính, giờ là bao xét bao dính luôn, cứng cáp mà con. Mới chát thùng luôn nha, quá đẹp luôn, quá mới luôn. Chát thùng rồi con, cái dàn sới không là nặng 400 kg rồi con, đùi là đùi cốt 60 luôn nha, bà con khỏi chế đùi chế cốt luôn, chế sẵn luôn, đùi là cốt 60 luôn, bánh kẹp luôn nè, tum kẹp luôn nè. Mới chát thùng luôn nha, bánh là 612 nè, bánh mới chát luôn. Ê, cái sườn không nặng 400 kg nè, ghê không, 400 phải không, đúng rồi, chưa tới 13 còn bớt lại chuyện không mày. Em bà con mới chát thùng bà con ơi, nguyên cái sườn luôn nha, đây quá đã luôn. Sườn này con chạy cả đời à, chục chạc cài kéo gờ mọt, đặc biệt là con dùng kéo gờ mọt là ok luôn nè, nên nó có lỗ gờ mọt nè, bốn lê dãnh poly luôn nè, rất đẹp nè. Đẹp luôn, dàn số là Toyo, nó hiểu dàn số là Toyo, dàn số này có bảo hành luôn nè con, dàn số mới bảo hành, phốt đùi quá bự luôn, 60 luôn, khổ cần lên đùi lên đùi nó cực, mới chát rồi con. Cái này nó có gì quên nè, đúp hả, số đúp với nó có cái bạn gì quên nè, giá đợi vô thôi, giá đợi thôi, số đúp nó có số đúp nha con. Có số đúp với nó có gì quên nè con, bị sai hả, bị sai, ủa bị sai rồi gắn là thôi, dài dài chút đợi đi con, nó đổi gì nè, mày có số đúp nè, chưa đổi không, số đúp toàn 6 số luôn, dài dài chút đợi cho đẹp, quá đẹp rồi con ơi, nguyên bộ mới chát luôn. Nguyên bộ mới chát rồi con, đẹp cực kỳ. Nặng hả? Biết nó nhiêu ký không? Không vô trong nữa mới dễ vô ấy. Không được rồi, không được, không được. Có quá trời bự luôn. Cái sườn không là 400 kg rồi con, mới chắc thùng luôn. Con về kéo rồi mọt hay cái chạc rồi ngon luôn. Đặc biệt cái đời này tay cầm nó dài rồi con, rất là phong cách luôn nè. Tay cầm nó dài rất là an toàn cho mấy người chài hay là chục rồi nè. Đặc biệt cái tay cầm thắng là ok luôn, mãi mãi không dính. Quá đã rồi con ơi. Thôi mua đồ xinh hẳn đi cho dễ thôi. Đi ăn tạm đi. Tôi vô. Cái sườn này dài 2m mấy nha bà con, đã thiệt, bánh mới chát, bánh 612 luôn, cốt 60 luôn, cốt đùi 60 luôn, mới chát trong thùng bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha. Đó đó đó, kéo lại đúng rồi, nó dễ hơn cơ, cái này là cũng này thôi nè, đó vậy đi, cái đơn giản nhắm kéo ra căng nổi không đó, hết lại hả? Thì
không được đâu. Lấy gọi lấy cái mới. Đo nó như mới. Nó không, nó ngay được, nó ngay về chỗ này thôi nè. Ngay chỗ này thôi nè. Tại cái đê nó dài ở ngoài á. Đê nó dài ở đây. Cái tôm thôi. Hả? Hai cái tôm. Hai cái tôm cốt. Thập gáp thử bổi bà con nha. Thập lượng này là xài đê khoảng 15 hoặc 24 nữa là vừa nha bà con. Đê từ 15 nữa trở lên tới 24 nha, là xài ngon nè. Bà con nào có tiền thì chơi quota, không có tiền chơi đê. Đê nó rẻ hơn quota nhiều. Quá trời cặp đùi rồi con, cái này xài máy 15 ngựa đến 24 ngựa là vô địch luôn. Cặp đùi bà con như khỏi chế rồi, đùi này leo núi rồi leo rừng là ok lắm nè. Cổ rồi ok lắm nè. Bánh là bố nhiều lắm nè. Quá đẹp. Đẹp sớm mới chát luôn. Alo. Hát rồi anh. Dạ. Rất đẹp bà con ơi. Quá trời hộp số nó cứng cáp. Này kéo G1 hay là đặt kéo G1 ha. Chở lúa, chở củi rồi là ok luôn. Quá trời tay cầm nó dài. Cầm dài rất phong cách. Khỏi sợ đụng luôn. Làm đo mua cái khác thôi. Quá đẹp. Tôi vô dàn sới là hiểu tôi vô nha. Bốn gảnh bu ly luôn à, dành cho máy từ 15 ngựa đến 24 ngựa nha. Nguyên bộ rất đẹp. Đó được á. Dài không? Không để đo cỡ đó. Nguyên bộ mà con đẹp rồi con. À, bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Có chuột tí rồi. Thôi. Nhẹo à? Tay cầm dài nhìn đã ha. Chát luôn rồi. Số dễ vô phải không? Xuống từ xe xuống ba người ông kia cũng cấm đầu. Dạ. Nó chát bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.